Đã đến giờ chương trình khai giảng được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Đội nghi lễ vào vị trí. Đồng chí chồng con kia là bị rối nhịp rồi nhá. Và đồng chí là chồng cái này đánh mạnh không có nhất thiết là cái đầu nó phải theo. Không cần hết sướng.